Con tiêm trĩ đeo kính, mục đích của nó là: một là không ăn đông nhau, ngoài nó hay ăn đông nhau; hai là nó hay đánh nhau; ba là nó ăn trứng của nhau. Thì phải áp dụng cái biện pháp là đeo kính thì hiệu quả của nó phải cao. Con chim trĩ thì nó là siêu đẻ trứng, ngày nào nó đẻ, đối con đỏ ngày nào nó đẻ, còn con xanh thì 3 ngày thì nó đẻ được 2 cái trứng. Từ bắt đầu từ tháng riêng nó độ 1.000 đến 1.500, 1.700 con đấy, trong một tuần thì là xuất đi hết. Trừ tiền cám đi rồi, một năm mà thu khoảng độ 300 triệu. Tôi có 3 trại, có khoảng độ 1.500 con cả chim cả xanh lẫn đỏ, chim trưởng thành. Một ngày nó chỉ cho ăn một lần, bởi vì con này nó có ưu điểm hơn con gà, tức là nó ăn rồi nó ăn liên lại, nó không bới ra. Nó ăn ngô, bèo, rồi là cây chuối, rồi là cỏ. Chỉ này tôi nuôi khoảng 13 năm rồi. Thì cái tưởng lúc đầu nuôi á thì mình chỉ coi trên mạng thôi mà. Thì thấy nó nuôi con này là con này xưa thì tiếng vua cái con vật quan giả đó, vật thuộc thì nhóm quý hiếm. Chim mái thì nuôi 6 tháng thì chim mái nó đẻ trứng, năm thì nó đẻ khoảng 120 tới 130 trứng. Nó đẻ thì 7 ngày mình mới lạm trứng, ngày nào cũng lạm, nhân 7 ngày vô tổ một lần. Thì ấp chịu khoảng 24 ngày nó mới nở. Đây là con chim trống. Thì tổng đàn thì 30 con mái là khoảng 10 con trống. Thì thức ăn chủ yếu nó là lúa, thức ăn công nghiệp, rau. Nuôi con chim chỉ này thì mình tận dụng như mình chuồng heo cũ rồi đó, thì chuồng gà cũ. Nhưng mình phải lấy lưới mình gào kỹ lưỡng để cho nó ra. Chim con nuôi từ nhỏ tới lớn thì khoảng có 4 tháng. Con chim trống thì đạt trọng lượng khoảng từ 1,2 kg tới 1,4 kg. Còn chim mái thì khoảng từ 900g tới 1,2 kg. Giá thị trường này giao nhà hàng thì một con chim trống 1 kg là 240.000 một ký. Còn chim con thì giờ bán ra thì con mới nở trong vòng tuần lễ trở lại thì bán con 80.000. Một tháng thì mình bán được khoảng 16 triệu. Từ chi phí mình lời cũng khoảng 12 triệu. Thì cũng năm nay mình dinh cũng lời tiêm chim thịt với chim chỉ là cũng khoảng trên 100 triệu. Thì xuất phát từ đam mê khi mà ngồi trên dẫn đường đại học thì mình nghiên cứu về các động vật, sau đó là thấy cái con chim trĩ này nó thuận lợi với lại nông dân, nhất là thức ăn, nguồn thức ăn. Cái này là mình có thức đề kháng bệnh tật nó tốt hơn, có con vật khác. Thì mình học là chuyên ngành Việt Nam học, đại học cũng đâu, là cái khoa văn hóa du lịch. Tức là bây giờ có thể đi làm nhưng mà về làm nông. Nhọt thì nó cũng như con người vậy thôi. Nó giúp cho chúng ta relax được, thư giãn được. Hôm nay nó rất sợ cái tiếng động, tiếng ồn, đặc biệt là những cái tiếng lọt. Nên từ đó mình áp dụng vô cái âm nhọt là độ để cho nó quen dần cái sự ồn ào đó. Khi mà có một cái sự kiện gì đó, ví dụ như một cái hòn đó nó rơi lên mái tôn hoặc là cái gì đó là nó không có giật mình, nó không có bay, mà nó tông lên, nó tông cỏ đòn luôn, nguyên 100 con nó bay lên cái giòn, động sờ gồ nó sẽ có thể nó bể đầu, nó có thể chết. À, nó quen dần âm nhọt, mỗi lần mở nhọt lên rất là thích. Cộng với là mình làm việc hân phấn hơn, đề kháng cao hơn, nó tăng trưởng cao hơn, nó không có kháng nhau. Đặc biệt là con trống đến tuổi trưởng thành nó không có cán nhau, mình có thể nuôi cỏ đòn ghép chung với nhau được. Là cũng vui nhộn nhộn tí nhưng mà cũng không có mạnh quá và cũng không có yếu quá. Tốt nhất là không lời về mình con cũng bình dân thôi, cũng trên dưới 100 triệu. Tròn trẻ với lại cuộc sống hàng ngày rất là vui rồi.
So với đi lì lòm là rất là cũng tổng ổn định so với là mặt bằng chung của xã hội.